150 giải thưởng âm nhạc trong sự nghiệp của BTS, 66 giải thưởng lớn tại Hàn Quốc và 68 giải thưởng tại Mỹ là những gì BTS đã đạt được trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình. Một điều tất cả đều công nhận chính là BTS là nhóm nhạc K-pop thành công nhất trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được tới vị trí này, BTS đã phải đi một chặng đường rất dài. Ra mắt vào năm 2013 dưới trướng một công ty nhỏ Big Hit Entertainment, Big Hit dần nhận được sự chú ý của khán giả tại lễ trao giải Mnet Asia Music Awards vào năm 2014 với đề cử màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất. Kể từ đó, BTS bắt đầu càn quét các lễ trao giải và mang về cho mình hàng loạt giải thưởng uy tín. Giải thưởng đầy danh đầu tiên BTS nhận được là vào năm 2016, đó là giải thưởng album của năm tại lễ trao giải Melon Music Awards. Cũng trong năm này, bảy chàng trai Big Hit nhận được giải thưởng nghệ sĩ của năm tại MAMA, Mnet Asia Music Awards. Cũng cần nói thêm rằng, tại Hàn Quốc, đây rằng là những giải thưởng lớn nhất mà các nghệ sĩ có thể nhận được và là giải thưởng quan trọng nhất trong năm. Đối với người nhận đây rằng, đây được coi là thành tựu cao quý nhất của một nghệ sĩ hoặc một nhóm nghệ sĩ tại Hàn Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại, BTS đã giành được 66 giải thưởng đây rằng, một con số mà chưa một nghệ sĩ hay một nhóm nghệ sĩ nào có thể làm được. Và kỷ lục này khó có thể bị phá vỡ trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc, các chàng trai cũng bắt đầu thu hút sự chú ý ở thị trường quốc tế. Đáng chú ý, nhóm dần được công nhận khi thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ tại Bắc Mỹ. Kể từ đó, họ dần vươn lên trở thành nhóm nhạc dẫn đầu cho phong trào K-pop tại thế giới. Từ một nhóm nhạc tại công ty nhỏ, BTS trở thành một trong những nghệ sĩ lớn nhất thế giới hiện tại. Chỉ trong vài năm, nhóm đã mang về 68 giải thưởng tại Mỹ, trong đó có nhiều hạng mục tại các lễ trao giải lớn như Billboard Music Awards, 12 giải thưởng MTV AMA, 12 giải thưởng MTV VMA, ngày 10 giải thưởng. Ngoài ra, nhóm cũng được đề cử tại lễ trao giải uy tín nhất về âm nhạc Grammy. Mặc dù chưa được nhận kèm vàng, nhưng việc được đề cử 5 lần trong 2 năm liên tiếp là một vinh dự lớn đối với BTS. Những giải thưởng này của BTS không chỉ khiến người hâm mộ tự hào mà còn khiến khán giả trên toàn thế giới choáng ngợp. Họ thực sự có thể xây dựng cả một chiếc trụ bằng những chiếc cúp đã thắng, đúng là những ông vua BTS, BTS ở một đẳng cấp khác rồi. Không ai có thể đạt tới đẳng cấp này nữa, ai cũng sẽ phải ấn tượng với thành tựu này của họ. Những bình luận của khán giả Hàn Quốc về những giải thưởng của BTS.